bên này dân khơi Phra Giê-xu, dân khơi Phra Bê-đà. Nơi không ảnh bật Phra Công Phí đồng nâng lọ được không thường ngày ní. Dân bàn lưu tha và chi chôn dù đá, chôn chiên dù đá kê rớt đông thmo chom cốp xâm lập Phra Giê-xu mà đồng tiền. Ta hay đọc với bàn chi chôn chiên dù đá trong tài xâm lập Phra Giê-xu. Vì Phra Giê-xu bà thuê kết ca chỉ trang. Để ra kết kết tha Phra Giê-xu bàn bỏ mà Phra Chia Mạch Chá tăng khuôn chìa Phra Bật Đà Rồi Bà Phra Âm. Đôi Phra Giê-xu bình Phra Bật Tù thả khi bàn bằng hai anh ở nhà rồi nghe khơi kết ca đó là ổ rồi sai chỉ trang. Đại là Phra Bài Đà Phra Tiên ở khi chồng thơ. Mình bàn Phra Giê-xu chồng phơ tam chất khuôn ai cứ Phra Giê-xu bàn thơ tam Phra Bật Tù Rồi Bà Phra Chia Mạch Chá tam địa Phra Giê-xu. Hãy đi Phra Giê-xu sở lãnh nẹ mà nụ Phra Giê-xu sở lãnh mà nụ khóa. Phra Giê-xu sở lãnh nẹ thoáng. Phra Giê-xu sở lãnh nẹ phí ca. Phra Giê-xu sở lãnh nẹ kray kro. Phra Giê-xu sống cửa ọ bóng phôn đài miền chết viên vệ ai kê khai tư chìa chôn đồ lọ rư chìa mà nụ sơ chì rật vĩnh. Hãy Phra Giê-xu bàn bằng phơ kết cạp xinh xinh đầm bệnh bằng hành ông bì Phra Chìa mà chắc ai Phra Chìa chôn đăng ai Phra Chìa chôn squat. Có phần tay Phra Chí Chôn nơi tại miền cổng nền trong xâm lập Phra Giê-xu đòi Phra Giê-xu tăng khuôn chìa Phra Bật Ra Rồi Bỏ Phra Chí Mạch Chá chìa Phra Chí Mạch Chá đôi những bàn lưu thả nhưng trong xâm lập lâu cứ mau bị lâu bàn bồ bìa Phra Mát Phra Chí Mạch Chá bất lâu chìa mà nốt hai tăng khuôn chìa Phra Chí Mạch Chá lâu chìa mà nốt hai tăng khuôn chìa Phra Chí Mạch Chá ní chân chết Israel kể chưa lời Phra Chia Mạch Chá chỉ Phra bằng ca ơn mê đằng đây chỉ Phra đó miền Phra chôn cùng nơi các bạn ta kể bạn chưa lời Phra Giê-xu chỉ Phra bật ra rồi bỏ Phra Chia Mạch Chá thế kể mình bạn thúc chất lời Phra Giê-xu thế tụ bây kể khơi Phra Giê-xu thôi kết ca chỉ trả nhàng nào có nói các bạn ta kể nơi tại bạc đế xài Phra Giê-xu chỉ nên đại bóng ôn chỉ tì cổ rộp an bóng ôn chỉ tì sở lạnh bây khá dương chưa mà nốt dân ọt dụng thế ông bì rồi biếp đại đại Phra Giê-xu bàn thơ rồi biếp đại Phra Giê-xu sổ lãnh rồi biếp đại Phra Giê-xu bằng hành ông bì Phra Bài Đá bê khá dân mình phép tuần xoay trầm nè dân ọt chạy từ tu squal ông bì chùm nốt cho nó lọ rồi bỏ nẹ đợt tay tùy từ vinh bê ná khơi những cái thơ chi chùm nốt lọ rứ ở vây đó lọ chân cá là vây là dân ọt bình chất nóm ở dưới bạc để xa nơi tổng vơ rồi bỏ kê tại bản đó nơi tổng vơ rồi bỏ kê hãy nơi hai bản Phra Giê-xu mình Phra Bản Tù tiết tha Phra Bài Đá bàn bọc nhóm Phra Bài Đá bàn bọc Phra Vinh Nhiên Đò Vì Xót hai chặt nhóm ở mọc nông phục lục ní tiết phong bản sân bạc nhóm mần phơ kết ca rồi bỏ Phra Bài Đá tê nú sống cũng chưa nhóm lại. Kết ca đại Phra Giê-xu thơ cứ chỉ kết ca sọ bỏ ra. Miên chất mê ta cả rà ná đôi Phra Bài Đá. Miên chất mê ta cả rà ná đôi Phra Bài Đá. Phật sân bài khuyên mần thơ kết ca rô bỏ Phra Bài Đá tê nú sống cùng chưa khuyên lại. Hãy đi kết ca tiếng ốc đại Phra Giê-xu thơ đại Phra Giê-xu bàm bộ phân tiếng cài vị ca tiếng bia xâm đáy cứ mau phì Phra Bài Đá tiếng ốc. Bên này dân khơi Phra Giê-xu, dân khơi Phra Bài Đá. Hãy nế, Phra Giê-xu bắt bằng hai dòng bắt nơi kịch ca đại Phra Âm Thư. Ai mà nụ lúc chưa tha Phra Giê-xu bật chìa Phra Kri, chìa Phra Bật Ra Rồi Bà Phra Chìa Mạch Chá, hai Phra Âm cũng phụng tại cùng nơi chìa mùi dân. Cùng ai dân song say, tôi tự vinh ai dân tục chật lơ Phra Âm bị rồi phía rồi. Tha Phra Giê-xu dân mong, đồng bày sông cruốc nâng Phra Giê-xu dân mong, đâm bay cùng nơi cho mùi dưỡng. Đâm bay cùng nơi cho mùi dưỡng. Bọn phôn chỉ tìm sở lãnh. Bọn phôn chỉ tìm cực rộp án. Số mà dưỡng kết mơ lòng bi chùm nưa rồi bỏ dưỡng mà nẹ mà nẹ. Ta dưỡng mà nẹ đã chỉ Chris Bò Rà Sát Ban Đức Tuôl ở kẻ sở nhà cho mình tất hái. Ta dưỡng phía xa chỉ vật rồi bỏ dưỡng tới khăn ông bè khó rồi bỏ bè chìm mà chá dạng đời mà đây. Dưỡng chết ta chạp cầm khóc nha từ vinh từ máu. Dương chế lực lên tố ở khí thật vinh thật máu. Ta dương thọp bom nôm rư Phra Bản Tù na muối ông bì xanh thịp hiếp
ហើយកើតមាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមដែលយើងរស់នៅដែលទេហើយនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានបំភ្លឺយើងពិតមែនឲ្យយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវជាព្រះបុត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ ចូលឲ្យយើងទុកចិត្តលើព្រះអង្គខ្ញុំជីវិតលើព្រះអង្គនិងស្រឡាញ់ព្រះអង្គអស់មួយជីវិតនិងសូមឲ្យយើងចេះប្រកាសជំនឿរបស់យើងថាយើងជឿលើព្រះបិតាជាព្រះបង្កើតមេនឹងដីយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គយើងមកចាប់កំណត់ជាមនុស្សហើយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងហើយព្រះអង្គកំពុងតែបង្ហាញបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកទទួលការសង្គ្រោះអាមែន